Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình làm bảng ngọc theo yêu cầu của rất là nhiều bạn có yêu cầu mình làm bảng ngọc của Engol. Thì hôm nay mình sẽ làm bảng ngọc Engol chia sẻ đến mọi người nha. Thì bảng ngọc của vị tướng này á thì nó sẽ có công vật lý là cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 5%, xuyên giáp là 64, hút máu là 8%, tốc chạy là 5% và cuối cùng là tốc đánh mình lên 21% nha mọi người. Ở đây cái phần tốc đánh nó lên full luôn á là 26, nhưng mà mình lên đây là 21% thôi, tại vì mình sẽ bù lại cho mò 5 viên hút máu rồi nha. Và trước khi mình đi vào bảng ngọc á thì mọi người cho mình xin phép là xin mọi người được một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực tạo ra thêm nhiều cái video gắn ngọc mới nhất tốt nhất đến cho mọi người nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi vào 10 viên ngọc đỏ nè. Thì 10 viên ngọc đỏ đó mọi người lên cho mình là cái tỷ lệ chí mạng nha, cái tỷ lệ chí mạng ở đây là 0,5% và cái tốc đánh là 1,6% nha. Mình lên ở đây là đúng 10 viên luôn. Thì cái vị tướng này là vị tướng sát thủ, cũng kiêm luôn là đấu sĩ nha mọi người, nhưng mà cái hướng đánh của vị tướng này là hướng đánh về chí mạng và xuyên giáp, nên là mình sẽ lên phần chí mạng và xuyên giáp nha. Thì đó là 10 viên ngọc đỏ. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím á, thì mọi người lên cho mình là cái tốc chạy nha. Tốc chạy ở đây là 1% và tốc đánh là 1% luôn, thì mình lên đúng 5 viên nha. Còn 5 viên còn lại đó là mình sẽ lên phần hút máu. Thì 5 viên ngọc tím tiếp theo mình sẽ lên là hút máu 1,6% nha. Cái tại sao mình lại lên hút máu á, tại vì cái vị tướng này á tuy nó có cái lượng chiêu thức để mà hồi máu, đó chính là cái chiêu thức thứ ba và thứ hai nha. Thì cái chiêu thức thứ hai là nếu mà đánh trúng tướng địch đó thì cái lượng hồi máu nó rất là đam nha, rất là nhiều, nhưng mà ở đây mình vẫn lên hút máu tại vì nó sẽ hỗ trợ cho cái phần hút máu của vị tướng này khi đánh thường và rất là nhiều nha, hút rất là nhiều máu nha mọi người. Đặc biệt là tướng này phải lên hút máu nha, lên hút máu thì đánh nó mới ok. Nếu mình không lên hút máu mà mình lên tốc đánh tốc chạy không 10 viên thì nó sẽ không tốt cho vị tướng này nha, nên là mình sẽ phiên mọi người lên đúng 5 viên hút máu, còn 5 viên còn lại mình lên tốc đánh và tốc chạy nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc lục thì mọi người sẽ lên cho mình là công vật lý và xuyên giáp. Đây, công vật lý ở đây á, thì mọi người lên cho mình là 0,9 nha. Còn xuyên giáp là 6,4, mình lên đúng 10 viên luôn. 10 viên luôn nha, không thay đổi gì hết. Thì cái bảng ngọc này mình cũng xin chia sẻ là cái vị tướng này á, là nó sẽ có hai cái cách đi. Thứ nhất đó chính là đi top, thứ hai là đi gần. Nhưng mà mình phiên mọi người á, khi chơi vị tướng này á, thì mình chỉ nên đi top thôi, mình đừng đi gần. Tại vì vị tướng này á, đi top thì sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với đi gần nha. Đi solo rất là ok. Rồi khi mình lên ngọc xong thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người cái phần trang bị nha. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha. Đây là cái phần trang bị của vị tướng này nha mọi người. Đây là cái phần trang bị của vị tướng này là vừa thủ mà vừa công luôn, nhưng mà mình sẽ nghiêng về cái phần công, đó chính là công vật lý nha, xuyên giáp. Mình sẽ tăng lên cái lượng tốc đánh. Khi mà mình gắn ngọc á, mình đã tăng lên 21% rồi, nhưng mà ở đây mình sẽ thêm cái phần tốc đánh ở đây, đó chính là cây phức hợp kiếm, tăng thêm 15% tốc đánh để cho nó nhiều lên nha. Tại sao mình lại lên tốc đánh nhiều ở vị tướng này mọi người biết không ạ? Đó chính là cái vị tướng này á, nó có chiêu đánh thường, mình phải tăng tốc đánh lên tặng cho nó hút máu nhiều vô cái vị tướng này, để nó tích tụ cái nội tại á, để nó có được cái chiêu 2 và cái chiêu 3 của nó. Thứ nhất rất nhiều quan trọng đó chính là chiêu 2. Khi được tích tụ nội tại là chiêu 2 á, nó sẽ dồn nén, nó chặt một cái một, nó sẽ thu lại một cái lượng máu rất là lớn nha mọi người. Nên là mình phải ưu tiên lên cái phần tốc đánh và cái hút máu đó. Nên là mình tại sao mình lại lên cái phần tốc đánh cao. Rồi. Cái món đầu tiên mình sẽ lên là áo choàng thần gia nha. Và món thứ hai mình lên cây giày hậu vệ. Món thứ ba là cây thương xuyên phá. Và món thứ tư là cây phức hợp kiếm nha mọi người. Và món thứ năm đó chính là cây nanh Phoenix. Cuối cùng đó chính là cây giáp phong mệnh nha. Thì trước khi mình chia sẻ xong cái trang bị này thì mình cũng nói là mọi người chơi vị tướng này khi mà mình chơi vị tướng này đi top, trước khi mình bật chiêu 3 ly á thì mình phải tích tụ hết nội tại nha mọi người, để mà khi mình bật chiêu 3 xong mình hết chiêu 3 mình dồn nén lại cho cái chiêu 2 này nó công lên một cái nó rất là đam nha. Rồi sau đây mình sẽ đi vào phần phù hiệu nha.
Theo hiệu của vĩ tướng này á, thì mình sẽ mặc định cho vĩ tướng này đó chính là cái sát thương kéo dài nha. Ở đây mình sẽ không lên cái phần sát thương chí mạng nha mọi người, và mình sẽ lên cái phần sát thương kéo dài để cho cái vĩ tướng này cái sức chiến đấu của nó dài nha mọi người. Đặc biệt cái vĩ tướng này nó rất là mạnh so với các vĩ tướng khác, thì nếu mà ai biết chơi vĩ tướng này chỉ gần nó thì nó rất là mạnh nha, nó không phải là yếu, nó rất là mạnh luôn. Rồi viên đá đầu tiên mình sẽ chọn viên đá thứ ba nha, sau đó mình sẽ chọn cái giữa là nước tăng CT, tiếp theo mình sẽ chọn là cái tăng CT nha, và cuối cùng nó hiện ra ba cái thì mình chọn cái thứ ba với cuối cùng, đó chính là sát thương kéo dài. Thì đây là cái phần chia sẻ về bản ngọc nè, cái phục hiệu, cái trang bị của vị tướng Engoy đi top. Đến đây là hết, mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình nha. Còn nếu bị mọi người á, mọi người thích chơi vị tướng này mà đi rừng á, thì mọi người lên cái vị tướng này dùng cho đi rừng, bản ngọc này với phù hiệu này đi rừng vẫn được không sao nha. Nếu mà đi rừng á thì mọi người muốn tốt hơn thì mọi người hãy lên cái phù hiệu này là cái trên là cái giảm hồi nha mọi người, đó là dành cho đi rừng nha. Và cái phần trang bị á, mình thoát ra nè, không luôn đó, mình thoát ra mình đi vào phần trang bị thì đi rừng nha, mình sẽ sửa cái món này nè, cái áo tròn thằng gai nha, thành cái món đồ đi rừng đó chính là cây kiếm chi hồn nó. Như vậy mình đã thành cái bạn cái trang bị đi rừng rồi, nó đã ok rồi nha. Còn bản ngọc á, thì mình không thay đổi gì hết, bản ngọc thì đi rừng với đi top nó đều như nhau nha mọi người. Rồi như vậy là cái phần chia sẻ về cái vị tướng Android đến đây là hết, mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Mọi người ai chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi các video gắn ngọc mới nhất tốt nhất của mình nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.